Rồi chào tất cả các bạn nha. Hả? Cầm đó, cầm ở trong nè. Hay cờ đó quá. Ừ. Cái ngò chuẩn bị bơi kết nha các bạn. Nhiều lắm, ở trên nó còn đang bơi xuống kìa. Cái ghe này nó cũng vậy đấy. Cái này có bơi không? Mình sẽ đi được chưa? Biết rồi. Ghe này dài, ghe này dài. Ghe ngò tập trung ở đây rất là nhiều ha. Rồi giặt bên kia về trước vậy ta. Rồi đua rồi đó. Quay rồi đó. Lại chốt rồi. Bơi cho nút ở sông dưới vậy. Ừ. Hả? Bên đây cặp bên đây bơi viên hả? Lặn viên hả? Hai lặn có không nè? Được có. Cái nó bơi tốt bên kia kìa. Ở cổng cờ cánh giữa đó. Có lặn đó. Wow, bữa nay bơi xa dữ ta. Bơi cái bển ấy bơi. Hả? Nó chảy hôm nay. Chưa, đợi nó đi, đợi nó chuẩn bị lên kìa. Đây chùa Ghe Ngo ở Gò Đất ha. Đợi nát quá chú Úc ơi. Đợi nát quá vậy. Đợi nát quá. Đợi nát quá vậy.
Cái đội này có bơi không? Hả? Ở bạn á. Ở nào? Ở vàng này ha. Số 13 đó. Cái số 13 đó. Qua đua là được giải 3 đó. Để mình coi đội ở tổng quản, thứ quản nha các bạn. Mình chạy theo luôn. Hả? Chạy theo đội tổng quản đi. Chưa, chưa ơi mà. Xích xích ra ngoài đó đi. Cái đằng ở chỗ nào để chạy bậy con mang nó thổi. Tốt quản lặng. Đang dòng cái ngò số 1 rồi lên ha. Đưa giữa sông bên đó mà. Bên đây đâu có đua đâu. Đi trước bạn ơi. Đi trước nè. Số 1 với số 4 nè. Đưa đợi bên đó kìa. Ở đó sung á, đi vô theo đổi đi. Trời bơi đều quá vậy. Đuôi với cặp bên kia đó. Rồi chú chạy theo cặp đó đi. Cái quảng là đuôi với cặp bên đó là vậy đó. Lên đầu trên coi đi, cặp này bơi sung quá vậy. Phải không? Thấy bơi đều với không? Nhìn xéo xéo đó, ăn rồi, ăn nguyên chiếc rồi đó, ăn chiếc rồi thấy không? Chạy, chạy theo cặp này đi chốt đi. Chạy theo cặp này đi, cặp này bơi sung quá à. Xích ra, xích ra. Chạy xích ra. Coi cái lần nào để không nó... Ta còn đậu ngoài đó kìa. Không, nó thấy nó đậu ở đâu. Bơi đều quá trời luôn ha. Thank you.
đây đi, đổ đây đi. Con lấy cam này có đài truyền hình nè. Và chúng ta còn một trận đấu nữa. À, đến đây là tôi là đề nghị là các trọng tài người đua và bảo vệ đó, chúng ta lần sau chúng ta nhắc nhở bất kỳ là mọi người là cần kiểm định để làm ảnh hưởng cho hai đội đội đồng. Và chúng ta đang cũng đi hai đội đua là cần cho phía bên trái và bên phải, phía bên phải cao hơn cùng nhau còn bốn hai đội nữa. Đội tổng quản thắng này, tổng quản là áo vàng này nha các bạn. Còn đội này đang bơi lên nha. Còn đội này nữa hết à? Còn đội này nữa hết à? Lại thắng à. Đó đất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.